Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, loại dứa này có thể xuất hiện trên thị trường trong vòng 2 năm tới. Vâng, thưa quý vị và bà con, chào buổi sáng bông lúa. Thời gian qua đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ bà con ở khắp nơi theo dõi chương trình về cách trồng và chăm sóc các loại nông sản. Và trong chuyện nhà nông sáng nay, mời quý vị và bà con cùng gặp lại chuyên gia Phạm Thị Vượng, người sẽ giúp bà con giải đáp những cái thắc mắc. Vâng ạ, cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình. Và thưa chuyên gia, thì trong một số những cái câu hỏi mà quý vị và bà con đã gửi về, thì tôi xin gửi tới chuyên gia câu hỏi của anh Nguyễn Trung Kiên, huyện Thới Lai, Cần Thơ về việc rằng là lúa của nhà tôi sắp trổ mà nhiều dày quá, xin hỏi cách phòng trừ như thế nào để cuối vụ không bị cháy dày ạ? Vâng, chào chị, chào bà con. Có thể nói là lúa của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phổ biến đang ở giai đoạn làm đồng đến chỗ, và năm nay cũng như nhiều năm thì cái mật độ dày rất là cao, và đặc biệt là năm nay. Hiện nay trên tay tôi cái hình ảnh mà chúng tôi vừa chụp ở huyện Cờ Đỏ và Thới Lai ở thành phố Cần Thơ, có rất nhiều diện tích hiện nay đang bị cháy dày, mật độ dày rất là cao, có đến 2 đến 3 con trên một rảnh, nghĩa là khoảng 3 đến 4 con trên một tép. Đó là cái mật độ mà chúng ta đã cần phải phòng trừ. Giai đoạn lúa chỗ là cái giai đoạn mà dinh dưỡng của cây lúa rất là phù hợp cho dày sinh sôi và phát triển, tăng nhanh về mật độ. Vì vậy ở cái giai đoạn lúa chỗ lè xẹt với cái mật độ dày mà như tôi đã nói thì anh hoàn toàn có thể phải chủ động để phòng trừ. Nếu mà chúng ta không trồng phòng trừ thì chắc chắn là sẽ bị cháy dày. Để phòng trừ tốt ở giai đoạn này thì bà con phải quan tâm những điểm sau. Chúng ta nên sử dụng những cái thuốc phòng trừ dày theo khuyến cáo của ngành bảo vệ thực vật, và những thuốc ấy nên sử dụng những loại thuốc lưu dẫn nội hấp và có hiệu lực kéo dài khoảng 10 ngày trở lên, như là Jet chẳng hạn, thì chúng ta phun. Và đặc biệt khi phun thì chúng ta nên đưa cái đầu vòi phun vào cái bộ phận mà dày sinh sống, và đặc biệt là phải đủ một cái lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích. Chỉ có như vậy thì anh có thể quản lý dày rất là tốt. Vâng ạ, cảm ơn chuyên gia. Và một câu hỏi nữa từ anh Bùi Văn Tới ở Hòn Đất, Kiên Giang, thì có gửi đến rằng là ruộng lúa nhà tôi thì bắt đầu trổ lẹt xẹt và chớm bị cháy bìa lá. Và xin hỏi thì tôi có thể phòng trừ cả cháy bìa lá và phòng luôn đạo ôn của bông hay không? Dùng thuốc gì cho hiệu quả? Vâng ạ. Thưa anh, đúng là hiện nay đồng bằng sông Cửu Long có cái bệnh cháy bìa lá, và chắc chắn cái bệnh này là do vi khuẩn gây ra. Bệnh thì thường ở giai đoạn đồng và đặc biệt là sau chỗ thì bệnh nặng, cho nên trong cái trường hợp như anh nói thì có lẽ nó sẽ bị nặng hơn sau chỗ, và nếu như không quản lý tốt thì nó có cháy như là những cái ruộng bị cháy do chúng ta đốt chẳng hạn. Và khi lúa chỗ lè xẹt thì nó còn có một cái bệnh nữa gọi là bệnh lép vàng, nó gây ra lép lửng trên cái hạt lúa. Vì vậy mà anh phòng trừ cho cháy bìa lá và lép vàng cùng một lúc khi mà lúa chỗ lè xẹt bằng các cái thuốc trừ vi khuẩn theo khuyến cáo của ngành bảo vệ thực vật, chẳng hạn như là Totan chẳng hạn. Tuy nhiên những cái ruộng mà nó bị nhiễm đạo ôn, đặc biệt là giai đoạn lúa con gái mà đã bị đạo ôn trên lá, và thời tiết mà hơi lạnh và có những cái giọt sương buổi sáng, thì chúng ta cũng nên có thể hỗn hợp được cả giữa thuốc trừ vi khuẩn và thuốc trừ đạo ôn. Totan với Philia là thuốc trừ đạo ôn, và nhất là khi mà anh phun phòng trừ vi khuẩn thì anh nên đi ngược để không lây bệnh từ cái chỗ này sang chỗ khác. Và đặc biệt là khi bị bệnh rồi thì anh ngừng không bón phân hoặc là các loại phân qua lá, thì tôi nghĩ là anh hoàn toàn có thể quản lý được. Vâng ạ, và thưa chuyên gia, thì là chúng tôi xin hỏi chuyên gia một câu hỏi cuối của chị Nguyễn Thị Như ở Bình Giang, Hải Dương, rằng là sắp đến vụ gieo lúa của chị, thì chị muốn hỏi rằng là cái trời lạnh như thế này thì làm sao để chị có thể diệt cỏ mà vẫn giữ an toàn cho lúa không bị ảnh hưởng gì ạ? Vâng, thưa chị, hiện nay ở các cái tỉnh miền Bắc chúng ta đang vào cái vụ gieo cấy vụ đông xuân, và chúng ta chỉ có thể gieo và cấy lúa với cái nhiệt độ trên 15 độ C thì lúa mới có thể sinh trưởng phát triển được. Tuy nhiên đôi khi thì chúng ta sau khi gieo xong thì lại gặp những cái đợt lạnh, cho nên vấn đề gieo thẳng nếu mà trong cái vụ đông xuân thì bà chị nên cần phải quan tâm như sau. Chúng ta hoàn toàn có thể phòng trừ cỏ bằng thuốc trừ cỏ được. Tuy nhiên để mà dám chắc cái không bị ảnh hưởng thì chúng ta, thứ nhất là cái ruộng gieo thẳng là cần phải làm đất nhuyễn, san phẳng, không để những lỗ chỗ. Thứ hai là cái hạt lúa mà chúng ta ngâm ủ thì cần phải là đứt nanh mọc, và đặc biệt là rễ phải mọc khỏe để khi chúng ta gieo xuống, dám chắc là sau khi gieo xong nhiệt độ có thể giảm dưới 15 độ C nhưng mà cây lúa vẫn có thể mọc được. Thứ ba là khi gieo xong
bà con nên dùng các cái thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm mà an toàn cho hạt lúa, chẳng hạn như là Sofit chẳng hạn, gieo xong tốt hết nhanh nhất là nửa ngày hoặc là 1-2 ngày sau là chúng ta phải phun thuốc. Với lượng nước là 40 ml thuốc pha trong 16 bình và phun càng kỹ thì càng tốt, và sau khi phun khoảng 4 ngày thì chúng ta phải cho nước vào khoảng từ 10 đến 12 ngày và không được để ruộng nứt nẻ, thì như vậy hiệu quả sẽ rất cao. Vâng ạ, cảm ơn cô với những giải đáp rất là chi tiết cho bà con nông dân vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và bà con, những cái thắc mắc của quý vị và bà con hãy tiếp tục gửi về chương trình theo email chaobuổisang@vtv.vn, và mỗi ngày thứ bảy thì chúng tôi sẽ có phần giải đáp cùng bà con ạ.